trung tâm diều pháp âm trân trọng giới thiệu một tác phẩm của pra achan maha nana Sabanglu tác phẩm pra achan mun furidatta thera nhà xuất bản hồng đức của tác giả Cuốn tiểu sử này được viết ra để hé mở về cuộc đời và cách tu tập của vị đại sư đã quá cố Phra Achan bun Puridatta. Đây là kết quả của việc cướp nhặt những thông tin do một số các đệ tử cùng thời với Ngài. Những người đã được Ngài chỉ dạy vào những thời điểm khác nhau, hảo tâm cung cấp. Do vậy, mức độ chính xác của những thông tin này là khá đáng tin cậy. Dù vậy, đương nhiên không thể trông cậy từng vị đệ tử của ngài nhớ lại được từng từ chỉ dạy của ngài từng địa điểm và từng sự kiện trong cuộc đời của ngài tuy vậy không thể chờ để có thể thu thập được thông tin hoàn hảo và đầy đủ ta càng chờ lâu những chi tiết quan trọng chắc chắn sẽ phai dần trong trí nhớ của các vị đệ tử thời đó những thế hệ tương lai sẽ mất dần một tấm gương cao cả một người họ có thể ngưỡng trông và nói theo vì lưu ý tới sự thật này, nên cuốn tiểu sử này được viết ra với hy vọng là ít nhất có được cái gì đó có thể tốt hơn là không có gì cả. Phương pháp trình bày ở đây tuân theo phương pháp của các vị viết tiểu sử, các vị đệ tử cao cả thời cổ trong các bài kinh kệ khác nhau, với hy vọng rằng đó sẽ là những ví dụ khích lệ các thế hệ tương lai. Nếu bất kể cái gì liên quan tới cố đại sư Phra Achanmul mà có vẻ là không thích hợp. Người viết xin độc giả thứ lỗi. Đây là vì những người quan tâm đến cái cạnh này của Phật Pháp mà người viết cố gắng làm việc này. Người viết phải thừa nhận rằng người viết không thể không cảm thấy lo lắng về cố gắng của mình. Bù qua. Lời người dịch tiếng Anh Bản dịch này đã cố gắng hết sức để tóm bắt được ý nghĩa đầy đủ của bản gốc tiếng Thái mà trong vài trường hợp là thể hiện ẩn ý. Và do vậy, bản dịch này không thể gọi là dịch từng từ. Mọi từ mà người dịch thêm vào được để trong mặt. Thấy cần phải thêm chú thích để làm rõ nghĩa của các từ. Vì không như vậy có thể hiểu theo các nghĩa khác. Hoặc vì người phương Tây, độc giả của cuốn sách này, không đủ quen với các thuật ngữ Phật giáo hoặc việc tu tập của các tỳ khưu. Phần chú giải bổ sung ở cuối sách cũng là nhằm mục đích này. Người dịch xin hồi hướng nỗ lực của mình trong công trình này tới tất cả những ai quyết tâm chuyển pháp từ kinh tạng vào tâm mình và tới những ai dám dũng cảm chịu đựng đau khổ dẫn tới việc kết thúc đau khổ và những ai mong muốn nhìn được dấu chân tư đói của Đức Phật và các vị đệ tử cao cả của Ngài trong thời đại này. Siri Buddha -sukh. 22 tháng 12, Phật lịch 2519, 1976 dương lịch. Lời của người hiệu đính. Đây là bản chép lại từ bản dịch Việt của Sumana Lê Thị Sương và Sunanda Phạm Kim Khánh do Narada Center phát hành. Được dịch từ bản dịch tiếng Anh của CD Buddhasuk. Cuốn sách này được hoàn thành với mong ước rằng Tất cả những ai đọc cuốn sách này sẽ được khích lệ trong việc tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Quá trình thực hiện cuốn sách này được bắt đầu từ việc đánh máy lại nguyên bản dịch. Tiếp đó là hiệu đính lại những lỗi chính tả rõ ràng và một số từ ngữ sau khi đã đối chiếu với nguyên bản. Trong quá trình hiệu đính, những chỗ khó hiểu đã được đối chiếu với bản dịch tiếng Anh khác của Biscu Dissila Ratano và được chỉnh lại khi cần thiết phần chú giải bổ sung ở cuối sách được lược bớt đi vì không thấy cần thiết đối với độc giả Việt Nam. Nếu quý vị nào có nhu cầu đọc phần này, xin gửi email tới di diêu hạnh gmail com Chúng tôi sẽ cung cấp. Có tới gần 10 người tham gia vào công trình này, trợ giúp trong các việc đánh máy, hiệu đính, đọc bản bông. Mỗi người trong số họ đều đáng được nhiệt thành tán dương. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do sức lực và khả năng có hạn, khó lòng có thể tránh được sai sót trong lần xuất bản này. Xin quý vị độc giả rộng lòng tha thứ và xin góp ý để lần tái bản sau được hoàn thiện hơn. Mọi góp ý, phê bình xin gửi email về đi diệu hành amokgmail.com Nhóm chép sách 8 tháng 3 năm 2014 Thở thiếu thời Ngài Pra Môn độc là a chan măng là vị thiền sư lỗi lạc nổi danh nhất trong thời của ngài ngài được tất cả các vị đệ tử thân cận thật sự kính mộ khi lắng nghe những thời pháp và những lời dạy của ngài về giáo pháp di diệu những môn đệ sống gần ngài nhận thấy rõ rằng ngài đã đạt đến một tầng liễu ngộ rất cao siêu cảm tưởng mạnh mẽ và sâu đậm khó phai mờ ấy về sau luôn luôn được chứng minh tỏ rõ hàng đệ tử của ngài bao gồm các bậc xuất gia cũng như các vị cư sĩ tài gia từ khắp nơi trong xứ thái và xứ lào lên cận từ buổi thiếu thời đến ngày cuối cùng cuộc đời của ngài thật vô cùng dễ dàng rực rỡ dù khi còn là cư sĩ hay đến lúc đã xuất gia đời của ngài quả thật hy hữu quả thật rất tinh khiết và trong sáng bất luận kim cương hay ngọc báo nào cũng khó có thể sánh bằng Ngài sinh trưởng trong gia đình họ Kan Kawe. Cha là của ông Nai Kam Duong. Và mẹ là của bà Nang Chan. Cả hai đều sống theo truyền thống Phật giáo. Ngài đã đời vào ngày thứ Năm, 20 tháng 1, năm 1870, Phật lịch 2413. Tại tỉnh lỵ Ubon đi Tổng Khambon, quận Khoan Chiem, trong tám anh chị em của Ngài chỉ có hai người còn sanh tiền lúc ngài viên tịch ngài là anh cả dốc người nhỏ nhắn và nước da ngâm ngâm từ thuở còn tư ấu ngài lên lẹ và đầy khí lực thông minh và tháo giác vào năm lên mười lăm tuổi ngài xuất gia samanera tại tu viện Kham bông trong lạc vì bẩm tính vốn ưa thích học hỏi giáo pháp nên không bao lâu ngài đã thuộc lòng nhiều bài kinh khác nhau do thầy dạy tính tình và tác phong ngài đúng mực chân thật, không bao giờ gây phiền phức cho bằng hữu hay thầy tổ. Sau hai năm làm Samanera ở chùa, Ngài dâng lời cha hoàng tục, nhưng nếp sống phạm hành của đời tu sĩ đã thấm nhuận và ảnh hưởng tới Ngài một cách sâu đậm. Ngài không bao giờ quên và quyết định sớm muộn gì cũng trở lại. Đó có thể là năng lực hùng mạnh và đức tin. tha, bớt thối chuyển, đã vững chắc ăn sâu vào tâm tính Ngài. Về sau vào năm lên 22 tuổi, hình như không còn có thể cưỡng lại tiếng gọi của đời sống đạo hành thiêng liêng. Ngài xin phép từ giả cha mẹ vào chùa tu. Ông bà vốn ước muốn cho con xuất gia tỳ khưu, nên rất sẵn lòng và quan hỷ chuẩn bị các lễ vật cần thiết để Ngài thọ cuộc túc giới tại chùa Wat Lia trong tính lị Ubon Rajathani. Ngày 12 tháng 6 năm Phật lịch 2436, 1893 dương lịch. Với ngài Phara Ari Chakavi làm thầy tế độ, ngài Kerushita làm thầy truyền giới và ngài Phara Keruyaka Oboguna làm giáo thọ cho buổi lễ. Ngài được đặt pháp danh là Furidatta, có nghĩa là đầy đủ trí tuệ. Sau ngày lễ xuất gia, ngài thực hành thiền minh sát với ngài thiền sư Ajahn Sao tại chùa Watlia. Điềm mộng tiên tri Trong những ngày đầu tiên thực hành thiền minh sát với thiền sư pra Achan Sao, Ngài chọn tiếng bút thô làm đề mục nhưng không thấy an tĩnh như mong mỏi. Điều này đôi khi làm cho Ngài hoài nghi về pháp hành nhưng vẫn gia công tiếp tục chuyên cần đến ngày thâu gặt thành quả đủ an lạc để làm cho tâm mát mẻ rồi một đêm nọ ngài nằm mộng ngài thấy mình đi ra khỏi làng và đi thẳng vào một khu rừng già cây cao to lớn và lùm bụi rậm rạp hầu như không thể vào sâu hơn nữa nhưng rồi ngài cũng tìm được cách xuyên qua tất cả và sau cùng vượt đến một đồng cỏ mênh mông trải dài trước mắt đến tận chân trời ngài lại tiếp tục cuộc hành trình liên tục gia công chuyên cần trên đường đi, ngài gặp một thân cây to lớn ngã nằm trên mặt đất. Theo tiếng Thái, loại cây này được gọi là sát. Xúc gỗ khổng lồ ấy nằm đó từ nhiều năm trước nên một phần đã bị chôn vùi dưới đất, vỏ và lớp ngoài của thân cây đã mục nát. Lúc ấy, ngài trèo lên và đi trên khúc gỗ, nhìn và quán tưởng rằng cây này sẽ không còn có thể mọc lên được nữa. Ngài biết rằng Ngài sẽ không còn tái sanh trong vòng luân hồi sanh tử triền miên nữa. Ngài so sánh khúc gỗ rát nằm ngã dưới đất không còn đâm chồi sống lại được nữa với những lần sanh ra ti trước, bao gồm cả chết nữa. Hiểu rằng không còn mọc lên được nữa cũng là tượng trưng. Nếu Ngài không bỏ dở nỗ lực tu luyện mà cứ kiên trì tinh tấn thì đây sẽ là lần sanh cuối cùng của Ngài đồng cỏ trải rộng ra mút tận chân trời là những kiếp tái xanh và tái tử nối tiếp nhau vô cùng tận không khác nào con rắn cắn cái đuôi của nó trong khi ngài đứng trầm ngâm chiêm nghiệm về ý nghĩa của hình ảnh tượng trưng ấy thì có một con ngựa trắng xuất hiện và đi về phía ngài ngài có ý muốn cưỡi ngựa và ngay vào lúc ấy thấy mình đang ngồi trên lưng ngựa cho ngựa sải thật nhanh Ngài không biết mình đi về đâu hay tại sao đi, nhưng cảm thấy như ngựa chở mình đi khá xa trên trảng đồng cỏ mênh mông, hầu như vô cùng tận ấy. Trên đường đi, Ngài chợt thấy một cái hộp bằng kính, trong đó có bộ tam tạng kinh, Tipikata. Hộp màu trắng bạc rất đẹp, kiểu hộp thật là công phu. Dường như hiểu ý Ngài, con ngựa chạy nhanh lại chiếc hộp đựng tam tạng kinh. Ngài xuống ngựa, với ý định mở cái hộp ra để xem tam tạng kinh nằm trong đó. Trong khi ấy đã làm xong nhiệm vụ, con ngựa liền biến mất. Địa điểm này nằm vào phần cuối cùng của chặng đất mênh mông. Từ nơi đây, ngài có thể trông thấy một khu rừng rậm hoang vu, gai góc chằng chịt, không thể nào đi xuyên qua. Bây giờ, ngài bước lần đến cái hộp, định mở ra xem bộ tam tạng nằm trong đó nhưng ngay vào lúc ấy thì giật mình tỉnh dậy điềm mộng tiên tri này làm cho ngài thêm vững lòng tin chắc chắn rằng nếu không ngừng kiên trì cố gắng thì ngài có thể thành tựu mục tiêu trong kiếp sống hiện tiền kể từ đó ngài càng chuyên cần tinh tấn thực hành ngày đêm chăm chú niệm bút thô kiểm soát từng khoảng khắc và mọi cử động ngày và đêm ngài tiếp tục hành trì hạnh đầu đà du tan ga mà từ lúc mới xuất ra đến khi tịch diệt lúc nào cũng nghiêm túc thực hành các hạnh đó là vị tỳ khưu chỉ đắp y may bằng vải vụn giáp lại không thọ lãnh y đã may xong và dâng đến tay đi ra ngoài chỉ bình khất thực ngoại trừ ngày nào muốn nhịn ăn chỉ thọ vật thực nào đã được sớt vào bát mình trong khi đi trì bình không thọ ngoài lúc đi bát chỉ độ thực ăn ngày một lần và không thọ nhận vật thực nào được dâng đến sau đó ăn từ trong bát chỉ có ba lá y ngoài cái chăn để đi tắm mà hiện thời trở thành rất cần thiết và sống trong rừng sâu hoang vắng có thể là dưới một cội cây trong những thung lũng trong các động đá hoặc dưới một gọp đá ngoại trừ một đôi khi rất ngắn ngủi có người thỉnh vào thành phố đôi khi Ngài cũng hành các giới khác trong hạnh đầu đà. Ngài hành hạnh đầu đà một cách rất chặt chẽ và trong sạch. Thời này không dễ có ai khác thực hành được nghiêm chỉnh như vậy. Ngài luôn luôn cương quyết và kiên trì bám sát vào giới luật. Đã quyết định, Ngài không bao giờ thối chuyển. Đã lập tâm nhất quyết làm bất luận việc gì, dù ở bên ngoài như hạnh đầu đà hay bên trong như hành thiền. Ngài không bao giờ do so dự hay chùn bước trành mảng. Ngài dành chọn cuộc đời phạm hạnh của mình nhằm vào mục tiêu giải thoát, tập trung nỗ lực vào việc theo dõi và kiểm soát mọi hành động, quyết tận diệt ô nhiễm. Mặc dù lúc bấy giờ còn là phạm nhân, Ngài không để tính ngã mạn tự cao lọt vào tâm mình. Mặc dù chưa đắc tầng thánh nào, Ngài không giống như những người khác ở điểm là luôn luôn xác tình canh phòng luôn luôn sẵn sàng nghênh chiến và tấn công ô nhiễm một cách can đảm. Chúng ta được biết điều này qua những câu chuyện mà Ngài thuật lại sau này. Khi cảm thấy tâm đã vững chắc an trụ để quán niệm, Ngài nhớ lại điềm mộng tiên tri ngày nào và nhận rõ rằng đời sống tại gia quả thật là tổ hợp của đủ loại đau khổ, chẳng khác nào một khu rừng rậm mênh mông đầy trông gai chẳng chịt xào huyệt của tất cả các loại hiểm họa trong khi ấy cuộc sống phạm hạnh của đời tu sĩ với sự hỗ trợ của cố gắng xả ly xuất ra có thể giúp ngài vượt qua khỏi vùng đất hiểm nguy đến tận chàng cỏ bao la bát ngát phần đất trống trải an toàn không có gì cản ngăn tầm mắt con ngựa trắng to lớn là pháp hành nghiêm trình có tiềm lực đưa ngài vượt đến giải thoát đến cái hộp kính đựng tam tạng pháp bảo có thiết kế phức tạp tuy nhiên vì ngài còn khuyết điểm nên không thể mở được cái hộp và do đó chưa đủ thuần thục để tinh thông pháp học như vậy ngài chưa có đủ bốn tuệ pati sambida nana phân tích và biện giải mà người có đầy đủ khả năng về phương pháp và cách thức giảng dạy cần phải có Vị này phải có trí tuệ mênh mông cao vọi như trời và sâu thẳm như biển và nhờ đó có thể giáo hóa tất cả các loại chúng sanh trong tam giới. Bởi vì số lượng ba la mật, parami, tích chữ chưa đủ. Ngài nói như vậy, cho nên dù có đồ duyên lành được nhìn thấy bên ngoài cái hộp đựng tam tạng kinh nhưng Ngài không thể đọc những gì chứa bên trong. Điều này có nghĩa rằng Ngài chỉ có thể dạy người khác phải làm gì, chứ không đủ khả năng để tạo thành từ ngữ kỹ thuật chính thức. Điểm này đúng hay không? Có một điều rất rõ rệt đối với các đệ tử thân cận có diễm phúc được Ngài chỉ dạy và những người được Ngài dẫn dắt hành thiền là mọi và mỗi chủ đề của những lời chỉ dạy và pháp thoại của Ngài. Quả thật kỳ diệu và xúc tích, vượt khỏi mọi năng lực diễn tả của ngôn ngữ. Trong thời hiện đại này tìm đâu ra một lối giảng dạy giáo pháp tuyệt vời không bao giờ có thể quên được như vậy trên thế gian. Linh ảnh khi nhập định. Một ngày tại chùa Wat Liap, trong lúc ngồi thiền niệm bút thô thì tâm ngài nhập định. Bỗng nhiên hiện đến ngài hình ảnh Nimitta, một xác chết sình to cùng với đàn kên kên quạ và chó sâu lại chen lấn xô đẩy nhau để giành giật cắn xé cái xác chết sình thối ra từng mảnh và tung giải khắp nơi ngay trước mắt ngài ngài cảm thấy xúc động mạnh mẽ vô cùng chán chê ghê tởm sau khi xuất thiền ngài vẫn đều đặn ngày đêm có hình ảnh ấy trong tâm từng khoảng khắc trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi lúc ngồi thiền trở lại ngài lấy hình ảnh cái xác chết làm đề mục tiếp tục quán niệm ngài thấy cái thay sình dần dần trở thành một đĩa kính tròn lửng lơ trước mắt ngài quán niệm cái đĩa sâu hơn nữa ngài thấy một quang cảnh bao quát vô cùng tận trong đó có nhiều vật thể và cảnh vật khác nhau đây rõ ràng là một mô hình thay đổi liên tục không dứt là hậu quả của việc đuổi bắt hay của tính hiếu kỳ lòng mong mỏi không bao giờ biết đủ muốn xem cái gì sẽ xảy đến tiếp theo một lúc thì ngài thấy mình đang trèo lên một đỉnh núi cao rồi thấy tay đang cầm một thanh kiếm chân đi giày đi tới đi lui trên núi vào lúc khác thì ngài đến trước một bức tường có một cánh cửa ngài mở cửa và thấy bên trong có một vài vị tỳ khưu đang ngồi hành thiền rồi quang cảnh mở rộng ra để cho ngài thấy những mỏm đá dựng đứng và những hang động có vài tu sĩ ẩn giật đang hành đạo rồi lúc khác nữa, ngài thấy một cái gì như cái nôi hay cái thúng từ trên mỏm núi đá dựng cao thòng xuống. Ngài thấy mình bước vào thúng và được kéo lên khỏi vực thẳm. Và từ trên cao, ngài thấy một chiếc thuyền to lớn, trên đó có một cái bàn vuông. Hòn núi cao trọn vẹn nằm trong ánh sáng chói ngời rực rỡ. Rồi ngài thấy mình độ thực trên núi. Đó là quang cảnh luôn luôn biến đổi, mở rộng trước mắt ngài mà không dẫn đến đâu. Trong ba tháng trường, mô hình đổi thay vô cùng tận và không thể tả phát sinh đến với Ngài trong khi hành thiền mà không có dấu hiệu chấm dứt. Thành quả thâu gặt từ một nội tâm quả thật không có gì đáng hài lòng. Sau những thời tọa thiền như vậy, tâm Ngài vẫn bị ảnh hưởng vọng động của ngoại cảnh xâm nhập vào và đưa đến những cơn buồn vui từng chập như xưa. Nỗ lực hành thiền của Ngài không làm cho tâm an trụ hay quân bình. Đến đó, Ngài quả quyết nhận định rằng đây chắc chắn không phải là con đường chân chính dẫn đến giải thoát. Nếu đúng là tránh đạo thì tâm phải quân bình an lạc chứ không chứa đựng những xúc cảm khuấy động như vậy. Đây là loại xúc cảm chỉ phát sanh đến với những người tầm thường không biết gì đến việc phát triển tâm. Và Ngài đi đến kết luận rằng loại dượt bắt hướng sự chú tâm ra ngoài để chạy theo những cảnh vật và những diễn biến bên ngoài, đi ngược lại những quy tắc của pháp luyện tâm. Vì thế, tâm ngài không thanh bình an lạc, không thật sự vắng lặng tự tại, như lẽ ra phải vậy. Kể từ đó, ngài đảo ngược chiều hướng chú tâm, hướng tâm trở vào thân, đưa xuyên qua toàn thân ở nhiều tầng lớp, nhiều vị trí khác nhau, theo chiều dọc, chiều ngang, lên trên, xuống dưới và sang hai bên. Cặp mắt tỉ mỉ chú niệm, Sati luôn luôn theo dõi chặt chẽ. Ngài dành phần lớn thì giờ để đi kinh hành, Kankama. Đôi khi cũng có tọa thiền. Trong những lúc ngồi thiền, Ngài không để tâm an chú trong trạng thái định và một điểm, mà luôn luôn giác tỉnh quán chiếu những phần khác nhau trong thân. Trước lúc ngủ cũng là thiền về thân tìm ra phương pháp đúng sau khi thử thực hành phương pháp này trong vài ngày ngài bắt đầu ngồi thiền lấy bản chất của thân làm đề mục chính lần này cho tâm an trụ vào nhất điểm để nhìn những gì sẽ xảy ra vì tâm đã được rèn luyện thích hợp và thuần hóa trong nhiều ngày mà chưa được an nghỉ nên khi ngài vừa gom lại thì tâm định an trụ dễ dàng và nhanh chóng một cách bất ngờ. Ngay vào khoảng khắc ấy, thân hình như phân ra làm hai phần và phát danh sự hiểu biết tự nhiên và tự động rằng không còn hoài nghi gì nữa, đấy chắc chắn là con đường đúng. Trạng thái tâm nhất điểm có đặc tính là chú niệm vững chắc trong thân và như thế ngăn ngừa không để tâm phóng ra ngoài vờn vơ đó đây một cách bất định và vô ích. Đó là phương pháp tự quán chiếu mà Ngài áp dụng và về sau sửa đổi đôi chút cho những cố gắng và pháp hành ở mức độ cao hơn. Đó là bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc đời tận lực chuyên cần tu tập của Ngài. Ba tháng trước đó đã bị hoang phí chạy theo những ảo ảnh bên ngoài. Một hạn chế khi thiếu sự hướng dẫn và trông nom của một vị thiền sư tài giỏi hạn chế này ít ra cũng gây chậm trễ không cần thiết mà nếu nguy hại hơn còn có thể dẫn dắt hành giả lầm đường lạc lối đưa vào những hoàn cảnh hiểm nguy và khốn khổ tình trạng xuống dốc vào giai đoạn đó pra achan mun thường nói rằng vào giai đoạn ngài dấn thân vào pháp hành để trau dồi và rèn luyện tâm rất ít người lưu ý đến tầm quan trọng của khía cạnh này trong Phật giáo. Đối với hàng tại gia cư sĩ, thực hành để trao dồi tâm hình như là điều gì xa lạ không liên hệ đến Phật giáo. Khi thấy một vị tu sĩ Dutanga từ xa đến thì người ta sợ hãi. Nếu ở gần làng, người ta bỏ chạy vào xóm hoặc chạy vào khu rừng gần đó, lẩn núp trong lùm bụi. Trong chốc lát, vị tỷ khưu bỗng thấy mình còn trơ trọi một mình thử tưởng tượng bị bỏ rơi như vậy vị ấy cảm thấy bơ vơ biết giường nào nhất là khi đến một vùng xa lạ muốn hỏi đường đến làng hay quận gần nhất đi trên núi đôi khi vị tỷ khưu thấy vài phụ nữ và trẻ em đang hái rau hay bắt cá dưới suối vừa thấy dạng nhà sư từ xa đến họ sợ hãi vội vã kêu réo nhau kia Ông sư ăn trưa đến kìa. Rồi họ vứt giỏ thúng hay bất kể những gì đang cầm trong tay, không sợ có gì có thể vỡ hay mất, hớt hải chạy đến chỗ núp gần nhất. Con trẻ con bị bỏ rơi một mình, sau cơn la kinh hoàng của mẹ thì hoảng sợ. Chúng chạy rối loạn đầu này đầu kia, không biết chạy về đâu. Trong khi mẹ chúng vẫn còn quá sợ hãi đang ẩn trốn không dám ra trong tình trạng rối ren hỗn loạn ấy nhà sư ăn trưa sững sờ không còn lựa chọn nào khác là bồn bã tiếp tục con đường của mình mọi cố gắng để dỗ dành các em bé chỉ làm cho tình thế càng trở nên trầm trọng hơn và tiếng la hét càng to hơn và sợ hãi hơn chỉ đến khi nhà sư ăn trưa đi khỏi tầm mắt cảnh hỗn loạn mới chấm dứt khi đó các bà mẹ mới trở ra dỗ con và thấy không còn gì mất họ nhắc lại câu chuyện gặp vật khủng khiếp cười với nhau về sự la hét và chạy bán sống bán chết của chính họ rồi họ trở lại công việc hái rau và bắt cá hàng ngày đó là lối nhìn các nhà sư tu hạnh đầu đà của những người ở trong vùng ngài hình dáng các nhà sư này thật khác thường và chắc chắn gây nên những cảm xúc lo ngại và kinh hãi nhất là đối với phụ nữ và trẻ con như vậy lẽ dĩ nhiên vào lúc ngài mới bắt đầu tu hạnh đầu đà không mấy ai biết đến tuy nhiên có những lý do làm cho ta dễ hiểu điều này trước tiên ngài luôn luôn tự thôi thúc một cách rất nghiêm chỉnh không dễ dàng làm quen với bất cứ ai ngoại trừ người đã có quen biết lâu ngày thứ đến vì bộ tam y y lót y nội và y ngoại cùng với các vật dụng cần thiết khác của ngài có màu sắc trông rất tối tăm cũ kỹ mới nhìn người ta cảm thấy ghê sợ hơn là hoan hỉ và thích thú trong thời gian du phương ngài không ở cố định một nơi nào và đắp y màu vàng nâu sậm nhuộm bằng mổ cây mít ngài mang bên vai cái mà tiếng thái gọi là clot một thứ dù lớn hơn dù thường dùng có thể treo trên cành cây thòng xuống làm mùng đặc biệt làm riêng cho các nhà sư Dutanga để tránh mũi khi ngồi thiền bên vai kia là cái bát đựng trong bao để dùng khi đi trì bình khi các nhà sư này đi chung với nhau vị này đi sau vị kia thành một hàng dài đối với những ai chưa từng bao giờ nhìn thấy cảnh nhà sư Ga đi trong rừng thì bộ y vàng sậm của các ngài cách đắp y và mang những vật dụng khác nhau như ấm nước treo lủng lẳng trên vai xem có vẻ khác thường nhưng với người đã quen thuộc với lối tu hạnh đầu đà này thì hình dáng nghiêm trang và từ tốn của các ngài quả thật cảm kích và thích thú. Nhiều người lúc đầu còn xa lạ với ngài Pra Achan Mun, về sau dần dần ngày càng kính phục và cảm mến khi ngài đến ở với họ. Lòng kính mộ của họ càng tăng trưởng khi được nghe ngài giảng dạy. Tự nhiên họ cảm thấy quý mến muốn đến gần để được nghe dạy giáo pháp. Ngài đặt họ đúng vào con đường của chánh pháp. Đó là cách mà một vị tỳ khưu chân chính tu hạnh đầu đà noi theo con đường chính trực, trực hạnh có thể tiếp cận dân chúng. Đó là thái độ của chính ngài, là tác phong mà ngài tự tạo cho mình đúng theo giáo pháp mà ngài giảng dạy. Và điều đó có sức hấp dẫn và thu hút dân chúng vào con đường chân chính